Bố Sơn Tùng gây bão mạng xã hội khi chủ tài cover Chúng Ta Của Tương Lai thu hút triệu view chưa đầy 24 giờ. Tối ngày 4 tháng 4 trên trang cá nhân, Sơn Tùng đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bố cover lại Chúng Ta Của Tương Lai. Mở đầu đoạn clip, bố Sơn Tùng ôm lại lời bài hát, ôm nhẩm đi nhẩm lại những ca từ và chất mẩm bản thân không sót đoạn nào. Khi bắt đầu vào điệp khúc, bố Sơn Tùng lấy hơi khá chuyên nghiệp nhưng quên lời, phải nhờ đến sự trợ giúp của người thân nhắc vài chữ đầu thì ông mới nhớ lời phía sau. Bố Sơn Tùng vô cùng nghiêm túc khi hát còn cố ngưng giai điệu và kết hợp cả vũ đạo. Có thể thấy khi đoạn nào cần lên giọng, bố của Sơn Tùng sẽ cất tay lên cao để phụ họa thêm. Những đoạn bài hát sai lời, Sơn Tùng ở ngoài điều chỉnh thêm giúp bố các bạn cover hoàn chỉnh. Và khi hát xong bài, bố Sơn Tùng chỉ biết úp mặt xuống, lắc đầu và than thở vì quá mệt, khiến chủ tịch và người thân trong nhà không khỏi phì cười. Đoạn clip cover Chúng Ta Của Tương Lai của bố Sơn Tùng gây bão cõi mạng. Netizen thích thú trước những giây phút ngẫu hứng và quá giải trí đến từ phụ huynh chủ tịch. Qua đoạn clip, netizen hài hước cho rằng may quá vì Sơn Tùng chỉ thừa hưởng gen điển trai từ bố mà thôi. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.